đoàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến nhà thăm, chúc mừng tiến sĩ, bác sĩ thầy thuốc nhân dân Phạm Việt Thanh, nguyên giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự trân trọng, tri ân sự cống hiến, đóng góp của bác sĩ Nguyễn Việt Thanh đối với sự phát triển chung của ngành y tế, qua đó tạo tiền đề để ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả những tỉnh khu vực phía Nam. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm Phó Giáo sư, Bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi sức khỏe của bác sĩ Trần Văn Bé, đồng thời trân trọng cảm ơn sự cống hiến của bác sĩ dành cho ngành y tế, nhất là lĩnh vực huyết học. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường mong bác sĩ Trần Văn Bé tiếp tục đóng góp kinh nghiệm của mình cho sự phát triển ngành y tế thành phố.